Thưa quý vị, giữa cuộc sống bận rộn thường nhật thì chắc hẳn đôi lần sẽ khiến chúng ta nhớ về quê hương đúng không ạ? Không biết với quý vị như thế nào, nhưng mà với bản thân Thu Thảo, mỗi lần nhớ về quê á, thì Thu Thảo lại nhớ ngay đến Hương Sen. Nhưng mà cuộc sống bận rộn như thế này thì không phải lúc nào nhớ nhà thì chúng ta cũng có thể về nhà liền được. Vì vậy Thu Thảo đã lục tung khắp Sài Gòn để tìm được những món ăn làm từ Hương Sen. Và may mắn là Thu Thảo đã tìm được nhà hàng Buffet Chay Cỏ Nội. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những món chay được làm từ sen. Và đặc biệt hơn, chúng ta cũng sẽ vào bếp cùng thực hiện những món ăn rất là thú vị được đầu bếp của nhà hàng Cỏ Nội hướng dẫn các bạn nha. Dạ chị ơi, em được biết là ở nhà hàng chay Cỏ Nội của mình là đặc trưng nhất là sử dụng những nguyên liệu từ sen. Thì hôm nay em đến đây em rất là mong sẽ được chị hướng dẫn cho một vài những cái món ăn nào đó mà chúng ta được làm từ nguyên liệu là sen được không ạ? Hôm nay mình sẽ thực hiện món lẩu chao. Wow, nghe tên là đã rất hấp dẫn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện món đầu tiên là món lẩu chao mọi người ha. Thành phần chính là chao đỏ, khoai môn, mình cắt khúc, mình chiên lên. Phần gia vị của nó là gồm đường, muối, cờ no, nêm, dạ, với nước mắm, với dầu ăn. Mình có nấm rơm, sả cây, hành bô rô, với hủ trắng. Dạ rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện những bước đầu tiên. Mình sử dụng sả, mình đập cho nó dập ra để tạo mùi thơm. Cắt khúc. Rồi sau đó mình mở lửa. Lửa lớn thì mình cho vào. Sau đó mình dùng cả nó bỏ vô. Dạ. Mình để cho sả nó thơm thì mình cắt cho thành. Cái món lẩu này có phải là một trong những món đặc trưng ở nhà hàng mình không ạ? Món đặc trưng của nhà hàng Cỏ Nội. Dạ. Nếu mà đặc trưng như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái công thức riêng gọi là bí kíp đúng không ạ? Tại vì lẩu ở ngoài bán thì người ta dùng châu trắng. À. Còn mình ở đây, đặc biệt hơn là đầu chao đỏ. Vì trong cái thành phần chao đỏ này nó tạo cho mình một độ béo để mình làm lên món lẩu chao mà có mùi thơm đặc trưng hơn là châu trắng. À, dạ. Dạ. Trước khi mà mình làm thì mình xào này xong rồi mình sẽ tán chao ra. Tán chao ra cho nó nhuyễn. Ừ, cái chao này thì em thấy cái mùi nó thanh hơn là cái chao trắng của mình rất là nhiều luôn á. Đặc biệt hơn là chao trắng. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ tán nó ra đúng không chị? Với một cái nồi lẩu như vậy thì mình sẽ dùng khoảng bao nhiêu cái cục chao đỏ? Mình dùng từ 4 đến 5 cục chao đỏ. À dạ, để đây. Cảm ơn. Giờ mình cho chao vào. Xào cho nó thơm. Rồi sau đó cho đường, dùng một muỗng đường. À, một muỗng đường. Và nửa muỗng bột ngọt, nửa muỗng hạt nêm. Rồi mình xào lên. Với cái công thức này thì chúng ta đã có thể dùng cho nước, cái phần nước lẩu đúng không ạ? Đúng rồi. Trong cái thành phần nước lẩu này thì gồm có là bí lau, củ cải trắng, cà rốt và củ sắn. À, chúng ta phải hầm trước những cái loại rau củ khoảng từ 2 đến 4 tiếng để nước dùng của chúng ta có thêm cái vị ngọt và vị đậm đà. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một món tráng miệng sau khi mà chúng ta dùng món chính xong. Và không biết là chị sẽ giới thiệu cho khán giả món gì hôm nay ạ? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho em và khán giả biết củ sen nhồi xôi tam sắc. Wow, ở trên này á mọi người, Thu Thảo đang thấy là có rất là nhiều những cái nguyên liệu từ củ sen. Mà đặc biệt là em đang bị thu hút bởi những cái loại nếp đủ màu như thế này. Thì không biết là bình thường nếp của chúng ta chỉ có màu trắng thôi. Màu trắng thì làm sao để chúng ta có được những cái loại nếp mà màu sắc rất là bắt mắt như thế này ạ? Sử dụng từ lá dứa. Wow, lá dứa là nguyên liệu thiên nhiên luôn hả chị? Thiên nhiên từ lá dứa. Còn cái màu tím này thì là lá cẩm. Wow, còn màu đỏ thì chúng còn ta lấy... Màu đỏ này là mình lấy từ cái nước củ dền mình xay ra. Thật sự đây cũng là lần đầu tiên mà Thu Thảo nghe đến món này luôn. Cũng đang khá là tò mò, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức mọi người ha. Củ sen này là mình mua từ ngoài chợ về và dạ, còn nguyên vỏ. Dạ. Mình về mình bào ra và mình làm một cái tô nước, có bắt thêm một miếng chanh để giữ cho cái củ nó trắng hơn đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta cắt làm đôi. Và bây giờ là công đoạn quan trọng nè.
chắc nước nó ra. Rồi ta sẽ đun muỗng và cho gạo vào. Thứ nhất là mình cho gạo màu tím vào. Mình sẽ cho đủ 3 màu luôn. Mình cho đủ 3 màu cho nếp vào và em nhồi vô những cái lỗ như thế này để cho nếp nó tuột xuống. Thu Thảo thấy là cái công đoạn này đó là nó khá cần nữ công gia chính đó, mọi người phải tỉ mỉ một tí xíu và tốn thời gian một tí xíu nha. Nhưng mà Thu Thảo nghĩ là có như vậy thì khi mà chúng ta ra món ăn thì chúng ta thưởng thức nó mới đáng. Ta đã nhồi xong hết dầu sôi và mình nén cho thiệt là chặt. Phải nén lại. Mình để lỗ lại, mình lấy tăm mình ghim vào. Thế này đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi, Thảo làm đúng rồi. Dạ, ok mọi người ơi, vậy là Thu Thảo đã hoàn thành được cái sản phẩm khá là xinh xắn của mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đưa củ sen vào lò hấp. Em cũng đang thắc mắc là xôi bình thường em ăn á, thì chúng ta sẽ thường ăn với đường cát hoặc là với nước cốt dừa. Thì với cái loại xôi đặc biệt của sen này á, thì chúng ta sẽ có một cái loại nào đó ăn cùng không ạ? Cái loại xôi này nó đặc biệt hơn là các loại xôi khác, là mình chỉ dùng nước đường pha loãng, nấu loãng ra và cho nó hơi sệt sệt. Để nhiệt tấu màu thì mình sử dụng 100g đường hấp nốt. Cái xôi rồi mình khuấy cho nó tan ra, mình cho vào hai nhánh lá dứa để cho tạo mùi thơm. Và quý vị ơi, bây giờ là trước mặt Thu Thảo đã có hai món ăn mà chúng ta đã thực hiện trước đó, gồm có món lẩu chao và món xôi nhồi củ sen tam sắc. Bây giờ Thu Thảo sẽ thưởng thức rồi chia sẻ cảm xúc với các bạn nha. Ở đây Thu Thảo thấy là cái nước chao của chúng ta có cái màu hồng hồng rất là đẹp, vì được làm từ chao đỏ đặc trưng mà chỉ có nhà hàng Cỏ Nội có thôi nha mọi người. Nên nếu khi nào đó các bạn muốn thưởng thức thì các bạn chắc chắn phải ghé nhà hàng Buffet Chay Cỏ Nội nha. Thật sự rất là ngon luôn á mọi người. Thật ra nha, là Thu Thảo là không phải là một người quá thích cái món chao đâu, nhưng mà với cái món lẩu này thì Thu Thảo thấy là rất là dễ ăn, phù hợp cho cả những bạn nào mà giống như Thảo á. Vì cái mùi chao ở đây nó không có bị quá đậm, nó rất là thanh, và khi mà kết hợp với những cái loại nấm cũng như là công thức đặc biệt của nhà hàng Chay Cỏ Nội á, thì Thu Thảo nghĩ là chúng ta có thể vô tư thưởng thức mà không có lo là mùi chao khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu. Đến món tráng miệng rất là xinh xắn và nhiều màu sắc của chúng ta. Thật sự rất là lạ luôn mọi người. Giống như Thu Thảo chia sẻ trước đó, bình thường là chúng ta chỉ được ăn xôi gói lá sen, hoặc là nhiều hơn một tí nữa thì xôi với lại hạt sen thôi, thì chúng ta không có thể nào cảm nhận hết được cái mùi sen hay là cái hương sen đâu. Nhưng mà với cái món xôi lần này á, thì Thu Thảo nghĩ nó rất rất là đặc biệt. Khi nào mà các bạn đang nhớ quê giống như Thu Thảo, muốn nghe một cái mùi hương sen, thì hãy đến đây và thưởng thức món xôi này, cảm thấy giống như là chúng ta đang ngồi ở trước một cái hồ sen ở quê mình mà thưởng thức một món ăn rất là tuyệt vời vậy đó.